sẽ là tiết trời dưỡng sẽ tắt hơn. Trước tiên là ngay ngày dự tổ truyền thống dưỡng lương rất là xúc động khi mà mỗi năm tất cả anh em nghệ sĩ hội tụ về công ty của Vũ Lương thắp nén hương cho tổ nghiệp. Nhân đây thì con xin chúc cho ba tổ quốc, nghệ sĩ của tổ quốc và má Thủy, rồi cô Dương Trạng Đau, chị Hai Thanh Hà, Thanh Ngọc, Huệ có và toàn thể quý vị nghệ sĩ và tất cả anh em nhạc công, rồi cũng như là âm thanh sáng có một ngày dự tổ thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Sang năm mới thì sẽ có nhiều cái hoạt động mới ạ. Và bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe là phút đăng